làm lễ trà tỳ. Trong khi làm lễ, mây lành hiện ra, hương thơm phảng phất trên các cây tùng, nên từ đó nơi này còn có tên là Tử Vân Tùng. Hiện nay là chùa Quang Minh. Tác phẩm quan trọng nhất của ngài là Tiễn Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật tập 4, đang được chuyển dịch sang Việt ngữ. Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp nhiên niệm Phật là yếu ngữ. Nam Mô A Di Đà Phật. Các hạnh vãng sanh niệm Phật đệ nhất. Một, Thánh Đạo Môn Năm Ti Thâm Diệu. Nhưng thời điểm và căn cơ chẳng là tương ứng. Tịnh Độ Môn hình như là nông cạn, nhưng thời điểm đã căn cơ đều tương ứng. Thời Mạt Pháp 1 vạn năm, các kinh điển khác đều tiêu diệt, chỉ còn pháp môn Di Đà để cứu độ chúng sanh. 2. Tông Tịnh Độ siêu hơn các tông. Hạnh niệm Phật là siêu hơn các hạnh, bởi vì thâu nhiếp tất cả các căn cơ vậy. 3. Chẳng luận có tội hay là vô tội, chẳng kể là trì giới hay là phá giới. Nếu căn cứ vào thời điểm và căn cơ thì chỉ có pháp môn Tịnh Độ hạnh niệm Phật là yếu pháp để phát khởi sinh tử trong đời này. 4. Để đời này thoát khỏi sinh tử không còn gì hơn là vãng sinh Tịnh Độ. Để được vãng sanh Tịnh Độ không gì hơn niệm Phật. 5. Tu niệm Phật để cầu vãng sanh Tịnh Độ. Thì tương ứng với tâm của Đức Phật Thích Ca, Đức A Di Đà tu các hạnh khác. 6. Để cầu vãng sanh Tịnh Độ thì mâu thuẫn với tâm của Đức Thích Ca, Đức Phật A Di Đà. 6. Để được vãng sanh cõi cực lạc thì dù diệu hạnh gì chăng nữa cũng không hơn niệm Phật. Vì sao thế? Vì niệm Phật là hạnh của Di Đà bổn nguyện vậy. 7. Ngoài niệm Phật, tất cả hạnh khác đều chẳng phải là bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà. Bởi vậy, tuy là diệu hạnh cũng không bằng niệm Phật. Muốn được xin sang cõi nước đó, hãy thuận theo bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà. 8. Niệm Phật là bổn nguyện của Đức A Di Đà.
nên mười phương hằng xa chư Phật đều chứng thành. Các hạnh khác chẳng phải là bổn nguyện, nên chư Phật chẳng chứng thành. Bởi thế nên thường niệm Phật để được mười phương chư Phật hộ niệm và quyết định vãng sanh. Chính Kinh Quán Vô Lượng Thọ chép rằng: Quang minh soi chiếu khắp mười phương, thế giới thâu nhiếp không rời các chúng sanh niệm Phật. Quang minh của Đức A Di Đà chỉ soi chiếu người niệm Phật, chẳng soi chiếu người tu của hạnh khác. Bởi thế, người cầu sinh sang cõi cực lạc phải biết niệm Phật là trọng yếu. 10. Bổn nguyện thâm trọng sao? 10 kiếp tư duy chép trong Kinh Phật Thiết Vô Tượng Thọ là chẳng thể thiện hay ác, chẳng quản trì giới hay phá giới, chẳng tính tại gia hay xuất gia, chẳng luận có trí hay không có trí, chỉ phát đại bi, bình đẳng hay đã thành Phật, trụ vào cái tâm tha lực, nguyện lực của Đức Di Đà. Niệm Phật thì chỉ trong khoảng khắc đã được dự vào sự lai kinh của Đức Phật A Di Đà. Mười một, niệm Phật không có hình thức. Ngoài do đó chí tâm niệm Phật để cầu vãng sanh. 13. Niệm Phật lấy không hình thức, làm hình thức chỉ biết rằng thường niệm Phật, thì đến lúc lâm chung nhất định Phật lai nghênh mà vãng sanh, sanh cõi cực lạc. 14. Vấn đề niệm Phật tuy có nhiều ý nghĩa, nhưng xưng lục tự hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật thì đã bao hàm tất cả. 15. Niệm Phật chẳng phải là quán pháp thân Phật, cũng chẳng phải là quán tướng hảo của Phật, chỉ một lòng chuyên xưng danh hiệu của Đức A Di Đà, đó là niệm Phật. 16. Chỉ biết rằng bổn nguyện của Đức A Di Đà chẳng hư dối, hễ xưng niệm danh hiệu của Ngài thì nhất định được vãng sanh. Ngoài ra không cần nghĩ gì khác. 17. Tất cả căn cơ cứ tùy theo là thiên tính mà niệm Phật để vãng sanh. Cái thân hiện nay do túc nghiệp đời trước mà có, nên trong đời này không thể thay đổi. Như người nữ mà muốn đổi thành người nam trong đời này thì không thể được. Cứ tùy theo thiên tính mà niệm Phật. Người trí thì lấy trí mà niệm Phật vãng sanh. Người ngu thì dùng ngu mà
niệm vãng sanh. Có đạo tâm cũng niệm Phật vãng sanh. Không đạo tâm cũng niệm Phật vãng sanh. Người có tài kiến cũng niệm Phật vãng sanh. Hành phú quý, hạng bần cùng, người tham lam, có tánh nóng, bậc có từ bi, hạng không có từ bi, do bổn nguyện không thể nghĩ bàn của Đức A-di-đà. Hễ niệm Phật thì đều được vãng sanh. Mười tám hỏi: người xuất gia niệm Phật với người tại gia niệm Phật hơn kém ra sao? Đáp: người xuất gia niệm Phật với người tại gia niệm Phật công đức bằng nhau, không có hơn kém. Hỏi: chỗ này quả thật tôi không hiểu, vì sao người xuất gia không gần đàn bà? Ăn chay trường mà niệm Phật, do đó rất là đáng quý. Người tại gia thường hay nghĩ đến sắc dục, ăn thịt uống rượu mà niệm Phật, hẳn nhiên là thấp kém, làm sao mà bằng nhau được? Đáp: công đức bằng nhau, không có hơn kém. Vì sao vậy? Người không biết bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà mới có nghi vấn là này. Số 9. 19. Các đằng: một đệ tử tại gia thuộc hạng hạ lưu của ngài cũng mong Phật cứu độ mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp nhiên này cũng mong Phật cứu độ mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hai bên hoàn toàn không khác gì nhau. 20. Niệm Phật cũng là pháp nhiên này với niệm Phật của các đằng hoàn toàn như nhau. Nếu cho rằng không giống nhau thì hoàn toàn không biết ý nghĩa của niệm Phật vậy. Như lấy gấm vóc mà gói vàng rồng, hoặc lấy vải dơ mà gói vàng rồng thì cũng là vàng rồng cả. 10. 21 hỏi: niệm Phật khi thanh tịnh với niệm Phật khi tâm vọng động hơn kém ra sao? Đáp: công đức bằng nhau, không có gì sai khác. 11. 22 hỏi: tôi tuy niệm Phật mà tâm cứ tán loạn, không biết làm sao đây? Đáp: chuyện đó thì pháp nhiên này cũng làm không nổi. 12. 23. Tâm của hạng phàm phu làm sao mà không tán loạn được? Cũng chính vì thế mới gọi là pháp môn dễ tu. 24. Đã sinh làm người trong cõi dục giới tán địa này,
thì tâm đều tán loạn cả. Nếu bảo rằng phải bỏ cái tâm tán loạn, đó là chỗ đáng quý của bổn nguyện vậy. 13. 25. Chẳng phải thanh tịnh cái tâm của mình. Trừ đi là nghiệp chướng này rồi mới niệm Phật. Mà do thường niệm Phật thì tội chướng tiêu diệt. 14. 26. Tuy trọng tội vô gián, ngũ nghịch, cũng không thể thắng công đức là xưng danh. Thanh bảo kiếm là danh hiệu của Đức A-di-đà. Hễ trì niệm thì ma duyên không gần được. Thường xưng niệm là tội chướng tiêu diệt. 27. Trong khi niệm Phật mà tâm vọng động là thông bệnh của tất cả hạng phàm phu. Nhưng hễ có chí nguyện vãng sanh thì niệm Phật thì tuyệt đối không chướng ngại. Ví như chỗ tâm tình của cha con thì có bất hòa đôi chút, thì chỗ tâm tình đó vẫn không thay đổi, vẫn là cha con. 28. Lấy người niệm Phật mà thí dụ cho hoa sen. Vì hoa sen là nghĩa không ô nhiễm, danh hiệu của bổn nguyện thanh tịnh Nam Mô A Di Đà Phật. Vì tự dơ bẩn của thập ác ngũ nghịch không làm ô uế được nên mới thí dụ như thế. 29. Không cần để ý đến vọng niệm tán loạn mà chỉ chuyên cần xưng danh hiệu. Nếu thường xưng danh hiệu thì do công đức của Phật danh vọng niệm tự dừng. Tán loạn tự yên tam nghiệp thân khẩu và ý được điều nguyện tâm tự phát. Bởi thế như nguyện tâm còn yếu cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Khi tâm tán loạn nhiều cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi vọng niệm sinh khởi cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm tâm phát sinh cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Khi bất tịnh cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Khi thanh tịnh cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Khi tam tâm còn thiếu kém cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Khi tam tâm đầy đủ cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Khi tam tâm hiện khởi cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Khi tam tâm thành trụ cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là phương tiện để chắc chắn được vãng sanh, xin ghi khắc vào tâm càng chớ quên. 30. Trong nhãn quan của pháp nhiên thì tam tâm. 15. Cũng là Nam Mô A Di Đà Phật. Ngũ niệm 16 cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Tứ tu 17 cũng là Nam Mô A Di Đà Phật. 31. Người thừa thời biến niệm
mà người tánh mất đi vô niệm. Châu báu, người siêng năng niệm Phật, là người khai mở vô biên sang suốt, nên dùng cái tâm nương Phật lực cầu vãng sinh mà tương tục niệm Phật. 32. Danh lợi là đây trói của sinh tử, là lưới sắt để vướng vào ba đường dữ. Xưng danh là đôi cánh của vãng sanh để lên chính phẩm liên đài. 33. Chúng ta là người bị kẻ thù tham sân si cột trói mà giam hãm trong lòng chậu tam giới, hãy nghĩ đến từ bi của mẹ Hiền Di Đà, dùng thanh bảo kiếm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật mà chặt đứt dây trói nghiệp chướng, lên con thuyền bổn nguyện để vượt biển sinh tử, sanh bến bờ bên kia. Nước mắt hoan hỷ rơi ướt áo, lòng mong mỏi không nguôi. 34. Đã được thân người khó được, là nếu tương lai lại rơi vào ba đường dữ thì đáng buồn, đáng tiếc vô cùng. Chán cõi dơ, ưa tịnh độ, bỏ ác tâm, phát thiện tâm thì được tam thế chư Phật tỳ hỷ. Con đường để ra khỏi sinh tử tuy chẳng giống nhau, nhưng trong đời mạt pháp thì xưng danh là hơn cả. Hạng tội chướng nặng nề ngu si ám độn đi nữa, nếu chịu trì danh thì sẽ được vãng sanh, vì đó là bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà vậy. Tội chướng nặng nề, hãy đừng mặc cảm và ngũ nghịch, thập ác cũng được vãng sanh, dù 10 niệm hay 1 niệm đi nữa. Hễ chí tâm thì Phật lai nghênh. 35. Hạnh trì giới đẳng phải là hạnh bổn nguyện của Đức Bổn Sư Phật A Di Đà. Do đó, cứ theo khả năng của mình mà giữ là được rồi. Điều quan trọng là chuyên cần niệm Phật. 36. Chẳng kể là phá giới hay là giữ giới, giàu hay nghèo, căn cơ cao hay thấp, hễ xưng niệm danh hiệu của Ngài thì như gạch ngói biến thành vòng vàng, Ngài nhất định lai nghênh. Đó là thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà. 37. Phật dạy ông A Nan, ông phải giữ gìn lời nói này. Giữ gìn lời nói này tức là trì danh hiệu của Đức Phật Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. 38. Người niệm Phật dù không có chút thiện căn thì khác đi nữa, vẫn chắc chắn được vãng sanh. Hỏi: niệm Phật mà không phát lộ đề tâm thì làm sao được vãng sanh? Niệm Phật mà không giữ giới thì làm sao được vãng sanh? Niệm Phật mà không có trí huệ thì làm sao được vãng sanh?
niệm Phật mà vọng niệm không ngừng thì làm sao được vãng sanh? 18 đáp: hỏi như vậy là vì không biết và hiểu kinh Thiết Vô Lượng Thọ 19 rồi. 39. Phật có đại nguyện tiếp dẫn: chúng ta có lòng muốn sanh, xin về sanh ở nơi đó. Bốn mươi, Ngài Thiện Đạo giải thích: đại nguyện thứ 18 là một mực chuyên xưng danh Phật A Di Đà thì được vãng sanh. 41. Nguyên không này như một đứa trẻ không biết đen trắng, như một người ngu không biết thị phi, chỉ lo niệm Phật tin là vãng sinh. 42. Như nhận được món quà từ người khác đã nhận được và chưa nhận được, bên nào tốt hơn? Nguyên không thì niệm Phật có tâm niệm đã nhận được. Có lần bỗng nhiên Ngài thốt lên: ước chi tôi đã được vãng sanh. Nghe vậy đệ tử thính nguyện phòng nói: trời ơi, một bậc như thầy mà còn cảm thấy bất an thì tương lai như thế, huống chi là chúng con. Khi ấy Ngài bật cười thoải mái mà nói: một người mà chưa được thực sự ngồi trên tòa sen ở cõi tịnh độ thì làm sao khỏi có những ý nghĩ này. 44. Đức Di Đà khuyên niệm Phật thì nhất định lai nghinh. Đức Thế Ca khuyên niệm Phật thì nhất định vãng sanh. Nguyên không chỉ tin một chuyện này, mọi chuyện khác đều không biết. 45. Đệ tử của thầy nhớ nên chuộng nghĩa lý, ưa lý luận. Người tu xưng danh niệm Phật thì nên trở thành là kẻ một chữ chẳng biết, thị phi chẳng hay. 46. Tâm yếu của tông tịnh độ là bất luận là ai hễ niệm Phật đều được vãng sanh. 48. Nghe rằng một niệm, 10 niệm cũng được vãng sanh, rồi lơ là chuyện niệm Phật, đó là tính chướng ngại hạnh. Nghe rằng niệm niệm chẳng rời, rồi nghĩ rằng một niệm vãng sanh là bất tịnh, đó là hạnh chướng ngại tính. Tin thì tin, một niệm cũng được vãng sanh, mà hành thì siêng năng xưng niệm suốt đời. 21. 48. Người ta đều cho rằng do lâm chung chánh niệm mà niệm Di Đà lai nghênh. Nguyên không thì chẳng vậy, lâm chung chánh niệm là do Phật lai nghênh. Bởi thế kinh xưng Tán Tịnh Độ 22 chép rằng: từ bi gia hộ khiến tâm chẳng loạn, người tin bổn nguyện mà niệm Phật chớ khá hoài nghi lâm chung chánh niệm.
Phật Lai Kinh chính là để người tu được chánh niệm lúc lâm chung. 49 vãng sanh mà nghĩ rằng nhất định thì nhất định, mà nghĩ rằng nhất định là bất định. 50 niệm Phật bổn nguyện, độ lập không cần phụ trợ. Nói phụ trợ nghĩa là thêm vào trì giới, phát lồ, bồ đề, trì chú, tu tâm, dưỡng tính, vân vân. Người tu thêm phụ trợ chỉ được sinh là sang cõi quá thổ cực lạc 23. 51. Khách đi buông chờ trời sáng, nghe tiếng gà gáy thì mừng. Người niệm Phật ưa tịnh độ, gặp bệnh hoạn thì lại vui. 52. Biết đi bằng thiền thì người sáng mắt hay kẻ đuôi mù đều có thể đến bờ bên kia. Tuy có con mắt trí huệ, mà không niệm Phật thì không phù hợp với nguyện lực. Tuy ngu si ám độn mà có thể niệm Phật thì được nương vào nguyện lực của Phật để được vãng sanh. 53. Có người nói với Ngài rằng niệm Phật như Thầy chắc hẳn là hợp với ý của Phật A-di-đà. Ngài hỏi, tại sao ông nói vậy? Người kia đáp, vì Thầy là một bậc trí giả, hiểu rõ về công đức của xưng danh hiệu Phật, cũng như thâm nghĩa của Di Đà Bổn Nguyện. Ngài nói rõ ràng là ông chưa thực sự tin vào bổn nguyện. Khi tin vào bổn nguyện mà xưng danh Di Đà là hoàn toàn không có sự phân biệt về người tu thì họ là ai chăng nữa. Nếu có thể dựa vào trí huệ để thoát ly sinh tử thì nguyên không này đã không xả bỏ thánh đạo, thánh đạo môn mà chuyên tu tịnh độ môn. 53. Không để ý đến là thiện ác của bản thân, chỉ một lòng cầu vãng sanh mà niệm Phật, đó gọi là tha lực niệm Phật. 24. Cho rằng bản thân bị tội chướng khó được vãng sanh là điều sai lầm rất lớn. Niệm Phật năm mươi tám bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà là thệ nguyện dùng danh hiệu của Ngài để tiếp dẫn chúng sinh. Tội chướng do đó người niệm Phật xưng danh hiệu của Ngài thì sẽ được lai nghênh. Đạo lý này tuyệt đối không thể nghi ngờ. 59 hỏi, chỉ xưng danh một niệm mà có thể diệt được trọng tội ngũ nghịch thập ác ư? Đáp, đừng nghi. 60. Tuy tạo ngũ nghịch mà được nghe danh hiệu
của Đức Phật A Di Đà, thì quả xa cảnh địa ngục tự nhiên biến mất. Liên đài hiện đến Lai Nghinh, người tự chướng nặng nề không có phương tiện gì khác để giải thoát, do xưng danh hiệu được vãng sanh Cực Lạc. Đó là nhờ vào Di Đà nguyện lực. 61. Hỏi: niệm Phật lúc lâm chung với niệm Phật lúc bình thường, bên nào thù thắng hơn? Đáp: giống nhau. 62. Phút lâm chung, nỗi khổ của cái chết bức bách, thân thể chịu vô lượng thống khổ, giống như trăm nghìn lưỡi dao đâm vào mắt mũi bỗng nhiên mờ mịt, muốn thấy cũng không thể thấy, miệng lưỡi cơ cứng, muốn nói cũng không nói được. Đây là tử khổ trong tám sự khổ của kiếp người. Dù người tu niệm Phật tin bổn nguyện cầu vãng sanh chăng nữa, cũng khó tránh khỏi nỗi khổ này. Nhưng dù mờ mịt đến khi tắt thở, do nguyện lực của Đức Phật A Di Đà sẽ thành chánh niệm mà vãng sanh. Sát na lâm chung dễ như cắt sợi tơ, điều này người khác không biết được, chỉ có Phật và người tu niệm Phật biết mà thôi. 25. 63. Người niệm Phật mà có lòng cầu vãng sanh mà không nghi Di Đà bổn nguyện, thì khi lâm chung không bị điên đảo. Sở dĩ được như vậy là nhờ Phật Lai Nghinh. Phật Lai Nghinh là để người tu niệm Phật lúc lâm chung được chánh niệm, chứ không phải lúc lâm chung cần phải chánh niệm thì Phật mới Lai Nghinh. Người không biết nghĩa này đều cho rằng lúc lâm chung cần phải chánh niệm niệm Phật, Phật mới Lai Nghinh. Kiến giải như vậy là không tin vào Phật nguyện và cũng không hiểu kinh văn nữa. 26. 64. Vì người chết mà niệm Phật hồi hướng thì Phật A Di Đà phóng quang minh soi chiếu địa ngục. Ngạ quỷ súc sanh, kẻ bị chìm trong ba đường dữ mà chịu khổ thì hết khổ. Người chết sau khi lâm chung được giải thoát. 65. Tuy biết rằng dù tội ngũ nghịch cũng không chướng ngại vãng sanh, nhưng phải cẩn thận, ngay cả tội nhỏ cũng chớ phạm. Tuy biết rằng một niệm cũng đủ, nhưng gắn niệm cho nhiều.
tin rằng một niệm cũng vãng sanh. Mà niệm suốt một đời. 66 hỏi: vì bổn nguyện không loại trừ kẻ ác, nên người ta đều muốn tạo ác nghiệp. Làm sao đây? Đáp: Phật A Di Đà tuy không bỏ rơi kẻ ác, nhưng người tạo ác nghiệp thì chẳng phải là đệ tử của Phật. Tất cả Phật pháp là để chế phục điều ác. Vì hạng ngu si phàm phu không dễ gì làm được. Nên phiên niệm Phật để diệt tội. 67. Đức Phật Di Đà thương xót hết thảy chúng sanh. Dù thiện hay ác, Ngài đều cứu độ. Nhưng thấy người lành thì Ngài vui, thấy kẻ ác thì Ngài thương xót. 68. Đáng thương thay, thiện tâm tỳ năm mà giảm, ác tâm theo Ngài mà tăng. Người xưa nói, phiền não như ảnh tỳ hình, muốn bỏ mà không xong, bồ đề như trăng trong nước, muốn lấy mà không được. 69. Hễ có tính tâm thì tội lớn cũng diệt, không có tính tâm thì tội nhỏ vẫn còn. Nên hổ thẹn là mình không có tính tâm. 70. Người tu tịnh độ trước hết nên biết hai điều này. A. Vì người có duyên, dù phải bỏ thân mệnh, tài sản cũng nên vì họ mà nói pháp môn tịnh độ. B. Vì sự vãng sanh của mình, nên xa lìa mọi phiền nhiễu và chuyên tu hạnh niệm Phật. Ngoài hai điều trên, không tính toán gì khác. Bảy mươi mốt, đã tu tịnh độ thì mọi chuyện trong đời đều y theo niệm Phật mà quyết định. Tất cả đều là trợ duyên cho niệm Phật. Hễ làm chướng ngại thì nên từ bỏ. Số một, mình không niệm Phật được thì ở chung mà niệm Phật. Sống chung không niệm Phật được thì ở một mình mà niệm Phật. Tại gia mà không niệm Phật được thì xuất gia mà niệm Phật. 6. Không niệm Phật được thì tại gia mà niệm Phật. Sống giữa đời không niệm Phật được thì chốn đời mà niệm Phật. Chốn đời không niệm Phật được thì sống giữa đời mà niệm Phật. 72. Thành Phật tuy khó nhưng cầu vãng sanh thì dễ được. Nhờ sức bổn nguyện làm cường duyên,
Nên tuy là phàm phu mà được vãng sanh báo bộ thực báo trang nghiêm tịnh độ 24. 73. Một vị tăng ở Trấn Tây đi hành cước, khi đi ngang các thị lư ra mắt pháp nhiên thượng nhân, gặp lúc ngài đang niệm Phật ở đạo trường nên thị giả tiếp khách. Vị tăng hỏi: trong khi xưng danh hiệu, có nên để tâm mình vào tướng quả của Phật hay không? Thị giả đáp: quả thật là nên. Vừa lúc ấy, ngài mở cửa đạo trường và nói: nguyên không này thì chẳng vậy. Hãy nhớ rằng kinh dạy: khi tôi thành Phật, mười phương chúng sinh xưng danh hiệu của tôi, dù chỉ có một lần. Nếu chẳng được vãng sanh, tôi sẽ không ở ngồi chánh giác. Kinh Phật thiết vô lượng thọ, và tổ thiện đạo dạy: Đức Phật kia Đức A-di-đà nay đang tại thế thành Phật. Bởi thế nên biết rằng bổn nguyện trọng thể chẳng hư dối, chẳng bằng đương tựa bổn nguyện niệm xưng danh hiệu là hơn cả. Vì đó là hạnh chân thật, hạnh của bổn nguyện. 74. Có người hỏi rằng: Nhật khóa xưng danh sáu vạn, mười vạn mà chẳng dư pháp, do với xưng danh hai vạn, ba vạn lần mà như pháp, bên nào tốt hơn? Ngài đáp: hạng phàm phu loạn tưởng xưng danh ít lần mà như pháp tu hành, sự thật rất là khó, chẳng bằng nhờ khóa xưng danh cho nhiều chỗ trọng yếu của xưng danh là để tâm niệm tương tục. Niệm Phật không ngớt miệng là đủ, cần gì phải cho là như pháp hay chẳng như pháp ư? 75. Hỏi: thường nghĩ đến chuyện bỏ ác tu thiện mà niệm Phật so với thường nghĩ đến ý chỉ của bổn nguyện, mà niệm Phật điều nào hay hơn? Đáp: bỏ ác tu thiện tuy là lời răn chung của chư Phật, nhưng hạng phàm phu thời mạt pháp như chúng ta thường làm ngược lại. Nếu chỉ tự mình mà chẳng thương vào bổn nguyện thì e rằng khó mà ra khỏi sanh tử.
76 hỏi: Thiện đạo hòa thượng cho rằng thánh đạo môn mà giáo pháp Phương Tiện xuất phát từ đâu? Đáp: Cuốn Pháp Sự Tán chép Như Lai xuất hiện nơi ngũ trọc. Tỳ nghi Phương Tiện dạy chúng sanh, hoặc nói đa văn mà được độ, hoặc thiết tiểu dạy chứng tam minh, hoặc dạy phước huệ cùng trừ chướng. Hoặc giáo thiện niệm ngồi tư duy, tất cả pháp môn đều giải thoát, không hơn niệm Phật quảng Tây Phương. Hỏi: Đã nói rằng tất cả pháp môn đều giải thoát, sao lại lấy đoạn văn này làm chứng cứ? Đáp: Ở trên nói tỳ nghi Phương Tiện dạy chúng sanh, ký đến là tất cả pháp môn đều giải thoát, và cuối cùng là không hơn niệm Phật quảng Tây Phương. Rõ ràng là ngoài niệm Phật quảng sanh ra, tất cả đều là phương tiện. 77. Thánh đạo môn, các tông phái khác đều tu cái nhân của tam thừa, tứ thừa để được cái quả của tam thừa, tứ thừa do đó mà không thể so sánh với hạnh niệm Phật 25. Còn trong Tịnh Độ môn thì các hạnh đọc tụng kinh điển, lễ bái, quán tưởng và hạnh niệm Phật đều là nhân. Để vãng sanh nên có thể so sánh, nhưng các hạnh đều chẳng phải là Di Đà bổn nguyện. Do đó quang minh của Đức Di Đà chẳng thu nhiếp, mà Đức Thích Ca cũng chẳng phó chúc. Bởi thế thiện đạo, đạo sư dạy, tất cả các hạnh khác tuy gọi là thiện, nhưng nếu so với niệm Phật thì hoàn toàn không thể so sánh nổi. 78. Các đại sư Hoàng Dương Pháp môn Tịnh Độ và đều lấy hạnh quán tưởng làm chánh, chỉ duy một mình là đại sư Thiện Đạo là cho rằng không phát Bồ Đề Tâm cũng được vãng sanh, và nhận định rằng hạnh quán tưởng chỉ là trợ nghiệp cho hạnh xưng danh mà thôi. Theo thiện ý, người tu Tịnh Độ nếu không tuân theo ý của Ngài Thiện Đạo thì e rằng khó được vãng sanh. Hãy ghi nhớ. 79. Một đệ tử hỏi: Nếu trí tuệ mà cần yếu để vãng sanh, con nguyện cần mẫn theo thầy học
Còn nếu chỉ cần xưng danh là đủ thì không mong gì khác. Xin Thầy từ bi khai thị cho. Con sẽ tuyệt đối vâng theo như lời Phật dạy vậy. Ngài đáp: Chánh nghiệp vãng sanh thì trọng yếu là xưng danh. Rõ ràng là chẳng phân biệt có trí huệ hay không có trí huệ, cần gì phải học hành cho lắm. Chi bằng cứ lo niệm Phật thì sẽ mau được vãng sanh tịnh độ. Gặp mặt thánh chúng được nghe pháp môn, hơn nữa cõi kia trang nghiêm, ngày đêm thuyết pháp sâu xa. Do đó sẽ tự nhiên khai phát thắng dậy mà chứng vô sanh nhẫn. Nếu chưa biết ý nghĩa của niệm Phật vãng sanh thì học cho biết đơn sơ là đủ. Nếu ham học rộng, biết bao nhiêu cho cùng. Hãy siêng năng niệm Phật là hơn cả. Tám mươi, thọ giáo và phát tâm không hẳn là cùng lúc. Vì phát tâm thì gặp duyên mà phát khởi. Trước đây có một vị sơn tăng hỏi tôi rằng: Tôi học pháp môn tịnh độ đã lâu, hiểu được đôi chút nhưng chưa phát khởi được tính tâm, phải dùng phương tiện gì để thành lập tính tâm? Tôi đáp: Hãy cầu nguyện Tam Bảo gia bị. Vị tăng kia tương thiên lời dạy. Một hôm, ông ấy đến chùa Đại Đông, gặp lúc đang giác cây đòn dông ở chánh điện. Ông bèn đứng xem, bỗng nhiên tính tâm phát khởi, rồi tự nhủ rằng: Nếu không có sự tính toán khéo của người thợ thì làm sao cây đàn dông lên đó được. Người thợ tầm thường, còn vậy huống gì là sức niệm thiện xảo. Không thể nghĩ bàn của Như Lai. Mình có cái chí nguyện vãng sanh, Phật có lời thề tiếp dẫn. Vãng sanh tịnh độ hẳn duyên là tương ứng. Từ đó không còn tâm nghi ngờ nữa. Sau này ông có đến cho tôi biết. 3 năm sau thì được vãng sanh. Điềm lành rất nhiều, bởi thế nên thường cầu nguyện Tam Bảo gia bị. Tám mươi mốt, yếu đạo để hạng phàm phu thoát khỏi sinh tử thì không gì hơn môn tịnh độ hạnh niệm Phật. Nói về căn cơ thì bao gồm thập ác, ngũ nghịch, tứ trọng, ban pháp, chuyển đề, phá giới, vân vân.
Nói về hạnh thì 10 tiếng hay 1 tiếng, ngay cả trẻ con cũng xưng được. Nói về tính thì 1 niệm hay 10 niệm. Kẻ ngu cũng làm được. Bổn nguyện vốn vì 10 phương chúng sinh mà có, không để sót bất cứ căn cơ nào, không bỏ rơi bất kỳ ai. Trong 10 phương chúng sinh thì có trí hay vô trí, có tội hay vô tội, phàm phu hay là thánh nhân, trì giới hay phá giới, người nam hay người nữ, ông già hay trẻ con, cho đến căn cơ của thời Tam Bảo đã diệt đều bao gồm cả. Hễ gặp được bổn nguyện, được nghe danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, và tin theo mà niệm Phật, thì Đức Phật A Di Đà dùng quang minh biến chiếu, thu nhiếp chẳng rời. Hạng tội nặng nghiệp dày, tu minh ám chướng, lại cùng nên nương vào Di Đà bổn nguyện. Vì sao vậy? Lý do là vì Di Đà bổn nguyện vốn là phàm phu, chứ không phải là thánh nhân. 82 năm điều quyết định chuyện vãng sanh. Bổn nguyện của Đức Di Đà là quyết định. Lời dạy của Đức Thích Ca quyết định. Sự chứng minh của chư Phật quyết định. Giáo thích của Tổ Thiện Đạo quyết định. Tính tâm của chúng ta quyết định. Do năm nghĩa trên quyết định vãng sanh. Tám mươi ba niệm Phật là chuyện mình làm, vãng sanh là chuyện Phật làm. Vãng sanh là do Phật lực ban cho. Lại cứ tính toán trong tâm mình thì đó là tự lực. Chỉ nên xưng danh để chờ Phật lai nghinh. Tám mươi bốn tuy tam học giới định huệ hoàn toàn đầy đủ, nhưng nếu không tu bổn nguyện niệm Phật thì không được vãng sanh. Tuy không có giới định tuệ mà một mực xưng danh thì chắc chắn được vãng sanh. 85 hỏi vấn đề tự lực mà tha lực nên hiểu như thế nào? Đáp: pháp duyên này tuy không phải là loại căn khí có thể ra mắt điện hạ thiên hoàng, nhưng do điện hạ triệu vào hai lần và ra mắt không phải là do khả năng của tôi.
mà do sức của Thiên Hoàng. Huống gì là sức của Đức Phật A-di-đà. Chuyện Ngài lai nghênh để tiếp dẫn những người xưng danh mà bổn nguyện của Ngài, điều này thật dễ hiểu. Những người tội chướng, vô trí, không nên hoài nghi vãng sanh. Nếu mà nghi ngờ là hoàn toàn không biết gì về Phật nguyện cả. Bổn nguyện được phát ra là để cứu những người tội chướng vậy. Bởi thế, hãy nỗ lực xưng danh, chớ khá nghi ngờ. Chỉ bởi ưa cõi cực lạc, không tin niệm Phật thì sẽ chướng ngại vãng sanh. Vì vậy gọi là tha lực nguyện, là siêu thế nguyện. 86. Di Đà bổn nguyện phát ra không phải là hạng thiện nhân có phương tiện, có thể dùng tự lực để thoát ly sanh tử, mà là hạng ác nhân tội chướng không có phương tiện để giải thoát. Nhưng hàng Bồ Tát Thánh Hiền cũng có thể nương vào đó mà cầu vãng sanh. Hạng thiện dân phàm phu cũng hướng về lời nguyện này mà được vãng sanh. Để nó chặt thêm cái kia rồi làm luôn. Huống gì hạng ác nhân phàm phu lại càng nên nương vào tha lực này. Chớ nên hiểu sai lầm mà bám chấp vào tà kiến. Hãy nhớ Di Đà bổn nguyện căn bản là vì hạng phàm phu mà gồm luôn cả thánh nhân nữa. Xin hiểu rõ lý này. 87. Tu thánh đạo môn thì tột cùng trí tuệ để lìa sinh tử. Tu tịnh độ môn thì trở lại ngu si để vãng sanh. Bởi thế, khi hướng về thánh đạo môn thì trao dồi trí tuệ, giữ cấm giới, rèn luyện tâm tánh mà tông chỉ. Còn bước vào tịnh độ môn thì chẳng dựa vào trí tuệ, chẳng lo tròn đạo hạnh, chẳng cần điều hòa tâm tánh, mà chỉ tự thấy mình là người vô năng. Vô trí cần đương vào bổn nguyện mà niệm Phật để cầu vãng sanh. 29. 88. Một muốn mau lìa sinh tử trong hai loại thắng pháp, bỏ qua thánh đạo môn mà vào tịnh độ môn. 2. Muốn vào tịnh độ môn trong hai hạnh chánh tạp, hãy bỏ các tạp hạnh mà quay về chánh hạnh. 3. Tu nơi chánh hạnh trong hai chánh trợ nghiệp
là chớ dính nơi trợ nghiệp